Con nghe nè chú. Bây giờ con đang trốn ở nhà chồng con ở ngoài phải không? Bây giờ con đang trốn nhà chồng con ở ngoài, bây giờ con cầu cứu là bà con cũng tại chồng con là hành hạ con rồi ăn ở, mà nếu mà ăn ở đàng hoàng thì con ở lại phải không, nhưng mà nó ăn ở nó bằng biến thái, con phải nói lên rồi con trốn ra ngoài nha. Con trốn ra ngoài nó ở lũ đít thì con nói thẳng ha, không có răng thẳng. Rồi bây giờ con trốn ra ngoài con không cần về xe phải không? Rồi bây giờ con đang ở nhà dân ở gần nhà chồng con. Bây giờ con cầu cứu hiệp sĩ Hải, giờ mà chú hiệp sĩ Hải là cứu nhiều người rồi, giờ cầu hiệp sĩ Hải nói chung ngày cứu Campuchia rồi Trung Quốc rồi Malai Indo rồi kia, bây giờ chú Hải hết tiền rồi, bây giờ con có nói gì để cho cộng đồng mạng cứu con về, hoặc là con lấy chồng mà chồng mà đàng hoàng thì con ấy, con này đêm nào nó cũng biến thái là lũ đít hay không, thì con nói đi, con kể cho chú nghe đi, rồi chú sẽ sẵn sàng giúp con, rồi nói đi. Chú Thì Hải con nói đi. ơi, chú Hải cứu con. Rồi con có chồng qua Trung Quốc nhưng Rồi. mà chồng con nó hành hạ đánh đập con, rồi nó biến thái, nó ăn ở với con đường lũ đít không à. Đó. Rồi nó không cho con mua đồ ăn tiền Việt Nam, nó nhốt con trong nhà, giấy tờ con nó giữ hết. Rồi con canh nó ngủ rồi con trốn được ra ngoài nhà người dân. Mà Giờ bây con giờ đang ở con nhà cứu dân phải không? được. Con đang ở nhà người dân ha. Rồi bây giờ Đúng rồi, bây giờ con không cần xe về phải không? Chứ nếu mà con nè, chú Hải cứu trường hợp như con, thấy không? Chứ trường hợp mà hàng chồng mà đàng hoàng thì chú Hải sẵn sẵn sàng ha, chú Hải sẵn sàng là con kêu con phiên con ở lại, còn cái này nó biến thái, vợ chồng qua bến con qua được bao lâu rồi, dạ con mau qua mới được có nửa tháng rồi chú. nửa tháng hả, mà hành hạ không cho ăn uống phải không, cho Dạ ăn hành hạ rau không nó hay gì sao? dạ ảnh cho con ăn rau với nước tương không à chú, hành hạ với lại anh biến thái á, ăn ở với con không đàng hoàng á, ăn với đường ngủ đít được. Rồi chú thấy cái cảnh này chú thấy thấy là ác độc quá, thiệt ác độc quá. Rồi thì bây giờ con đang ở nhà dân rồi, một chút con cho chú địa vị trí, là chú cho kêu người nào con đồng mạng rồi phụ tiền xe đưa con về, chứ chú giúp nhiều quá rồi, chú giúp về Trung Quốc Campuchia gì đang mấy ca ca ở Campuchia đó phụ kỳ người ta đưa về, chứ đâu bây giờ chú là đâu phải nhiều, nhiều việc quá rồi. Heo. Rồi bây giờ con có nói gì là một đêm nó biến thái lỗ đích là mấy lần? Dạ một đêm nó làm con ba bốn lần á chú, con không cho thì nó đánh con, nó tát con, nó đạp con. Mà nó nè, chú Hải nó hỏi nè, Rồi con cũng nhờ con. nó mỗi lần nó làm gì nè, nó có ra hay là không ra? Một đêm 3 lần mà có ra không? Lỗ đích á. Nó không có ra chú, nhưng mà nó làm như Vậy biến thái không ra luôn hả? Vậy là biến thái rồi dạ nó không có nè. Bây ra giờ mày nè, bây giờ con nói, bây giờ con nói là nếu mà chồng đàng hoàng thì con chịu chấp nhận con ở, và thì con nói cho cộng đồng mạng biết, cộng đồng mạng mới biết con khổ đau sao đi, con nói đi, con nói là nếu làm sao sao con nói, nó làm sao sao nó đánh đập sao nói, kể cho mọi người nghe, mọi người mới biết con mới vậy không, con cứ nói đi. Con nói là sao sự thiệt sao, con kể ở nửa tháng với nó là hành hạ sao, nói trắng ra đi. cái lúc mà con mới qua bên Trung á thì con nghĩ là ảnh ăn ở với con đàng hoàng lo cho con tử tế, con không ngờ là ảnh ăn ở với con là biến thái, một đêm ảnh đòi ba bốn lần mà ảnh ở đường chủ đích của con không, rồi ảnh đánh đập hành hạ con, quýnh đập con rồi nhốt trong nhà cho ăn rau nước tương không à, không cho con ăn gì hết, không cho tiền mua đồ Việt Nam ăn. Rồi con thấy vậy rồi con sợ quá con mới trốn ra khỏi nhà chồng con, là con đang ở nhà người dân, mà bây giờ con không có tiền về xe về Việt Nam, con nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ cho con được về đến tới Việt Nam gia đình con cũng mong giúp con. Con là hiện giờ là quê ở đâu? Dạ quê con ở Tây Ninh chú. Tây Ninh hả? Dạ Rồi con ở nhà mấy chị em? ở nhà con có hai chị em mà chú, con với em gái của con. Vâng. Dạ Em gái hả? Ồ quá, tội mấy người quá, suy nghĩ đồng càng chi. Thì một ngày nào chú cũng cứu biết bao nhiêu người, từ ở Malai, Trung Quốc, rồi Myanmar, rồi ở Campuchia, Lào, thì chú buồn quá mấy con.
Vậy chú đau đau đầu. Đau được. Quá chừng đau rồi. Bệnh quá. Bệnh quá thiệt là bệnh. Hạnh đi Hạnh, Hạnh ơi. Hạnh. Mày nói chuyện với bé này tội gì quá đi cứu ông đồng mày cứu rồi nó giờ nó trốn người nhà dân tôi giờ đây anh bao đập bệnh quá nó buồn quá rồi, rồi trước kia là sao mà cái cơ duyên nào mình lấy chồng qua đấy. Dạ em cũng có người mai mối giới thiệu cho em là nói anh này tốt lắm hiền với lại lo lắng cho em này kia, ai ngờ đưa em qua tới bên đây người ta hành hạ đánh đập em rồi phá cửa nhốt em không cho tiền em mua đồ ăn Việt Nam rồi ăn ở với em biến thái em sợ. Mình nhiêu nhiêu tuổi rồi, năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em mới có 29 tuổi à. Mình là quê ở đâu? Dạ quê em ở Tây Ninh. Ở đâu chứ? Dạ quê em ở Tây Ninh à. Tây Ninh hả? Dạ. Ừ, lúc trước là làm mai hay sao? Làm mai hả? Dạ, cái chị kia làm mai á. Chị đấy là chị đi làm mai là quê ở đâu? Dạ quê chị ở ngoài Bắc mà cũng có chồng người Trung á. Ừ, rồi bây giờ cái chuyện này gia đình biết hết chưa? Dạ biết hết rồi anh. Em có điện về nhà. Ba mẹ biết hết chưa? Dạ ba mẹ em biết rồi anh. Rồi em ba mẹ nói sao rồi? Dạ ba mẹ em giờ cũng khổ, ở quê cũng đi mặn không có tiền. Ba mẹ em nó cũng đang chạy tiền mà không ai cho mượn hết. Là giờ em đang trốn mà không có tiền về xe. Em sợ nhà chồng em bắt lại được á, rồi hành hạ em được. Giờ em cầu mong chú Hải với cộng đồng mạng rồi giúp đỡ cho em có tiền để em đi về Việt Nam á. Ví dụ em về Việt Nam là em cần số tiền bao nhiêu? Dạ bây giờ em cần 20 triệu á. 20 triệu hả? 20 triệu mà gia đình không có hả em? Dạ không anh. Rồi cái em qua đấy cụ thể là được bao nhiêu tháng rồi? Dạ em mới qua có nửa tháng rồi. Trời đất ơi, nửa tháng rồi làm mai làm mối rồi cái tiền người ta có cho gia đình không? Dạ lúc đó cho gia đình em có 150 mà ba em trả nợ cho người ta hết rồi. Bây giờ không có tiền. Ủa chưa kìa, là em trước kia là em vẫn chưa có gia đình gì đúng không? Dạ lúc đó là em cũng có gia đình có một đứa con gái ở Việt Nam rồi anh. Rồi con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em 10 tuổi rồi. Trước kia anh hỏi thật cái lý do gì mà em quyết tâm em đi lấy chồng bên đấy? Dạ tại vì em cũng không không biết bên Trung này như thế nào, tại vì từ nãy em không có qua nhưng mà em cái chị mai mối đó qua là cũng nói với em á là cái anh này có tốt hiền này kia là lo lắng cho em này kia đó. Rồi em tin lời chị rồi em mới đi theo chị qua bên đây mà bây giờ đối xử với em như vậy á. Rồi ba mẹ có khuyên ngăn em không? Dạ ba mẹ em cũng cho em đi rồi nói là tại vì nhà khổ mắc nợ tiền nên cho em đi nên lấy số tiền nó trả nợ cho người ta. Cái này là em vì chữ hiếu đúng không? Thật chất là bản thân em cũng không có muốn đi qua đấy đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái này là giống như kiểu là em là đánh đổi rồi, đánh đổi em cái này giống như kiểu là một kiểu đánh cá cược rồi đúng không? Chưa biết là sướng hay là khổ như thế nào đúng không? Dạ. Ừ, qua đấy mới được có tháng à, nửa tháng hả? Dạ mới nửa tháng mà anh hành hạ em quá rồi, anh ăn ở vậy em chịu không nổi em trốn. Hành hạ là bạo lực về cái gì em? Dạ đánh đập em, anh tán rồi nắm đầu rồi để tối ở với em á, đường mục đích mà em không cho thì nó quýnh em. Sao lại có cái kiểu người sao kỳ cục vậy? Dạ. Thôi giờ biết sao giờ em có lời nào thì em nhờ cộng cô chú anh chị cộng đồng mạng đi. Dạ. Em nói con, đi. Bây giờ con cũng không có tiền về xe ở Việt Nam và con cũng nhờ mấy cô chú cộng đồng mạng giúp đỡ con có số tiền để con được về tới Việt Nam với con gái của con. Bé nhà nhiêu tuổi rồi? Dạ bé con ở nhà 10 tuổi rồi cô. 10 tuổi hả? Dạ. Rồi từ đi qua đấy rồi có gọi điện được về cho con không? Dạ có. Đúng ra ngay từ đầu anh nói thật luôn, đúng ra ngay từ đầu em không nên đi. Nhưng mà bây giờ nói thì mọi thứ nó đã muộn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ở Việt Nam thì nợ ba mẹ nợ thì làm từ từ trả. Mà đặc biệt là em lại có con nữa đúng không? Dạ. Em mà đi cái đấy là em biết bao giờ em được gặp lại con đâu, đúng chưa?
Dạ đúng rồi anh. Giờ hối hận thì mọi thứ nó đã muộn rồi đúng không? Dạ. Thôi thì cố gắng nha, cố gắng đi rồi Dạ đúng rồi. hy vọng rằng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng Dạ. thương tình để mà giúp cho em có cái cuộc đoàn tụ về Việt Nam để mà gặp con nhá. Dạ. Dạ. Nhưng mà đặc biệt rằng là đây là cái bài học đầu tiên cũng là cái bài học cuối cùng nhá. Dạ. Rồi có gì thì các anh các chú đội sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ thông tin liên hệ với bên bên con nhá. Có gì chú Hải liên hệ với Dạ. lại em nhá. Rồi nhá, rồi xin phép chào nhá. Dạ. Rồi Em cảm ơn anh nhiều. chào em rồi.